Xin chào tất cả quý bà con, chào mừng quý bà con đến với chương trình tư vấn kỹ thuật trực tuyến ngày hôm nay. Thì đến với buổi hôm nay, chương trình sẽ với chủ đề là tác hại của mặn và giải pháp phục hồi đất cũng như là tăng trưởng cây trồng sau nhiễm mặn. Thì như quý bà con cũng biết là đợt mặn vừa rồi diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long thì rất là nghiêm trọng. Mặn xuất hiện rất là sớm, nồng độ mặn cao và xâm nhập sâu hơn so với năm 2016. Tuy nhiên thì trong một vài ngày vừa qua cũng có một số cơn mưa. Thì khi mà mùa mưa đến thì làm sao chúng ta có thể khôi phục được đất cũng như là cây trồng sau khi hạn mặn? Thì Yara Việt Nam hôm nay có một cái buổi tư vấn từ tiến sĩ Nguyễn Văn Thạc sẽ cho bà con biết được một số cái giải pháp và cách khắc phục. Thì đến với ngày hôm nay, bà con có thể là chia sẻ một số câu hỏi để nhận trả lời từ phía Yara Việt Nam. Thì bà con chia sẻ câu hỏi của mình thì Yara cũng sẽ có một số phần quà dành cho những câu hỏi hay đến từ quý bà con. Và sau đây thì tôi sẽ bắt đầu chương trình tư vấn kỹ thuật trực tuyến và tôi sẽ bắt đầu kết nối với tiến sĩ Thạc. Xin chào anh Thạc. Rồi, thì anh có thể giới thiệu với quý bà con cũng như là mình bắt đầu buổi tư vấn kỹ thuật trực tuyến ngày hôm nay anh ha. Vâng, cảm ơn Tracy. Xin kính chào bà con và các quý vị. Thì như bà con nông dân cũng đã biết rồi, cái đợt mặn lịch sử năm 2019-2020 tại đồng bằng sông Cửu Long đã đang và tiếp tục diễn ra. Hiện nay thì đã có một số cái cơn mưa, người ta vẫn gọi là cơn mưa trái mùa. Thì với cái lượng mưa như thế này cũng chưa có thể đẩy lùi được mặn. Tuy nhiên nó cũng đã góp phần mà giải khát cho cây trồng và cũng có thể một phần cho con người chúng ta. Tuy nhiên thì trong cái thời gian qua đấy thì mặn cũng đã ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long rất là lớn rồi, và người ta gọi là mặn lịch sử. Hiện nay đã gây ảnh hưởng cho cây trồng và cũng như đất đai của bà con nông dân ở cái vùng nhiễm mặn. Cho nên ngày hôm nay á, tôi sẽ không chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến nguyên nhân hay là các thứ khác liên quan đến mặn, mà tôi đi thẳng vào vấn đề, tại vì mặn hiện nay đã xảy ra rồi, cây cũng đã bị suy kiệt và đất cũng đã bị ảnh hưởng. Thì tới đây trong vòng khoảng độ hơn nửa tháng nữa khả năng sẽ có mưa đều, và theo dự báo thì cái mặn có thể lùi vào cuối tháng 4 này ở vùng sông Cửu Long. Còn cái sông Vàm Cỏ thì vẫn còn tiếp tục mặn. Thế thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với lại bà con làm thế nào khi mà mặn đang giảm xuống với nồng độ thấp và lùi hẳn thì chúng ta phục hồi cái vườn cây của mình như thế nào, đồng thời phải chú ý đến phục hồi đất của mình như thế nào nữa. Thì đấy là một cái chủ đề chính ngày hôm nay tôi muốn là tập trung rất ngắn gọn như vậy. Trước khi vào cái phần chính mà tôi trình bày và chia sẻ với bà con thì cho phép tôi xin được giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thạc, hiện nay đang phụ trách của Yara Việt Nam. Thì nói đến Yara, bà con nông dân cũng có thể đã biết rồi, Yara là cái tập đoàn phân bón toàn cầu với cái bề dày lịch sử là 115 năm nay rồi, và hiện nay đang có hoạt động trên 160 nước trên toàn thế giới. Thì Yara là một cái công ty toàn cầu, không những cái cung cấp nhiều cái dòng phân bón chất lượng cho bà con nông dân, và cũng xin nói thêm là những cái hạt phân của Yara sử dụng ở tại Việt Nam nó cũng
giống y chang cái chất lượng mà bà con nông dân ở các nước tiên tiến khác trên thế giới đang dùng. Tại vì tất cả những cái nguồn phân mà nhập khẩu của Zara đều từ Na Uy và châu Âu. Thì đấy, tôi xin phép được giới thiệu với bà con sơ bộ như vậy. Ngoài cái việc cung cấp cái phân bón có chất lượng thì Zara cũng nghiên cứu các giải pháp, tập trung nghiên cứu các giải pháp để chia sẻ cùng các bà con nông dân làm sao sử dụng phân bón một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Thì đối với Zara Việt Nam, hàng năm chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều cái buổi chia sẻ kỹ thuật trực tiếp với bà con nông dân. Khoảng độ một năm khoảng độ vài chục ngàn nông dân được tiếp cận cái chia sẻ kỹ thuật của Zara. Nhưng do cái giai đoạn hiện nay ảnh hưởng của Covid-19 cho nên chúng tôi không thể chia sẻ trực tiếp với bà con nông dân được, và chúng tôi phải dùng cái dịch cái online và tư vấn trực tiếp đối với bà con nông dân. Thì cái phần chính của tôi hôm nay chia sẻ với bà con nông dân nó sẽ bao gồm là cái tình hình mạnh hiện tại và dự báo nó trong tháng tới này đến cuối tháng 4 và tháng tới nó như thế nào. Đồng thời chia sẻ với bà con nông dân những cái giải pháp để phục hồi cái vườn cây và đất của bà con nông dân như thế nào. Thì cái phần sau đó thì sẽ chia sẻ câu hỏi với bà con nông dân. Đồng thời bên Zara cũng có một số cái câu hỏi đối với bà con nông dân, để không phải gì hết mà chủ yếu là để giúp bà con hệ thống hóa lại cái chia sẻ ngày hôm nay, đồng thời cũng cho cái buổi mà trực tuyến nó sinh động hơn. Thì tôi xin phép đi được vào phần chính như thế này. Thứ nhất, tôi muốn xin nói về cái tình hình mặn vụ đông xuân 2019 và 2020 rất tóm tắt. Ý thứ nhất tôi muốn chia sẻ, bà con nông dân cũng đã biết rồi, mặn 2020 này xâm nhập vào đất liền rất là sớm, từ đầu tháng 12 năm 2019 cho đến hôm nay. Thứ hai là với cái nồng độ mặn rất là cao, cao rất hơn rất nhiều so với lại năm 2016. Cái điểm thứ ba là mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền so với 2016. 2016 thì mặn chỉ xâm nhập vào dưới 100 km thôi, khoảng độ 80 km. Nhưng đối với 2020 này, mặn đã đi sâu vào trên 100 km vào trong đất liền, và có những cái nơi là 130 km. Và một cái đặc điểm bà con nông dân cũng thấy là nó xuất hiện sớm và kéo dài cho tới tận bây giờ, và khả năng sẽ tiếp tục kéo dài. Thì đấy là cái tình hình thực trạng tại hiện nay đối với mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Về vấn đề dự báo dự tính, cái này cực kỳ quan trọng, cũng rất muốn được chia sẻ với bà con dân ở hai cái vùng khác nhau. Cái thứ nhất là cái vùng sông Cửu Long thì mặn đã xâm nhập vào từ tháng 12 năm 2020, năm 2019, và khả năng nó sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 này. Như vậy nó xuất hiện sớm hơn mọi năm rất là nhiều. Trung bình hàng năm như bà con nông dân thấy trên màn hình đấy, trung bình hàng năm là nó thường xuất hiện vào cuối tháng 1 đầu tháng 2, nhưng năm nay lại xuất hiện từ cuối năm trước đến bây giờ. Cái khu vực thứ hai là khu vực mà sông Vàm Cỏ cũng rất là đáng ngại. Mặn xuất hiện từ tháng 1 năm 2020 và theo dự tính dự báo nó có thể kéo dài đến tháng 5, thậm chí đến đầu tháng 6. Nó sẽ kéo dài hơn so với những năm trung bình trước. Đây là cái nguồn dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Xin được chia sẻ với bà con nông dân để có những cái tư thế chuẩn bị như thế nào. Sang cái phần tiếp theo, tôi xin được chia sẻ với bà con về cái tác hại của mặn đối với cây trồng. Phần này tôi rất tóm tắt thôi, tập trung sẽ vào cái phần giải pháp sau này. Tác hại đối với mặn, đối với cây trồng thì bà con nông dân cũng đã nhận biết được rất là rõ ràng ở trên đồng ruộng của mình rồi. Tôi có thể tóm tắt mấy cái điểm như sau. Mặn nó gây cho cây bị khát nước. Tại vì khi mặn vào nó nhiễm vào đất rồi á thì nó sẽ hạn chế cái bộ rễ phát triển, làm cho
cái cây trồng hút nước, hút phân nó kém hơn, đồng thời cái nồng độ muối cao hơn, làm cho nước ở trong tế bào cây trồng, trong rễ của cây trồng có thể sẽ đi ra ngoài. Nếu nhẹ thì cây cũng sẽ bị ảnh hưởng trên lá, có thể héo, và ảnh hưởng nặng có thể bị chết. Cái thứ hai là đói dinh dưỡng. Khi mặn vào trong đất rồi thì làm cho khả năng hút dinh dưỡng của cây trồng kém và dẫn đến hiện tượng là thiếu dinh dưỡng, cây trồng gọi là đói dinh dưỡng. Cái thứ ba là ngộ độc do mặn gây ra, gồm có yếu tố natri và clo có ở trong mặn, nó sẽ gây ngộ độc cho cây trồng. Tất cả những cái yếu tố trên như tôi nói nó sẽ dẫn đến cây trồng nó bị suy kiệt. Đối với tác hại của mặn đối với đất thì như thế nào? Chúng ta thường thì hay nhìn trực tiếp vào cây trồng, nó ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào. Nhưng mà đối với mặn, nó còn gây thiệt hại cho đất trồng của chúng ta trong cái thời gian tới nữa. Cái thứ nhất, cái tác hại của nó là kết váng, làm chai cứng ở trên mặt. Cái thứ hai là phá vỡ cái cấu trúc đất. Chính vì bị chai cứng ở trên lớp đất mặt, phá vỡ cái cấu trúc đất làm cho đất bị chặt, thiếu khoáng khí và kém thoát nước. Và ảnh hưởng của mặn đối với đất sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đối với cây trồng của chúng ta. Thực trạng cái hiện nay ở đồng bằng, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì mặn nó đã xảy ra như thế này. Tôi có thể chia thành hai vấn đề. Cái thứ nhất là vườn mình đã tưới nước mặn rồi, trong cái lúc mà nước mặn nó còn nhiệt, nó cái nồng độ thấp á, thì bà con nông dân cũng đã tưới rồi và cũng tưới nhiều lần rồi. Có nghĩa là cái đất của mình nó đã bị nhiễm mặn rồi. Ở trong đất của mình đã có mặn, tưới nhiều, tưới ít, nồng độ cao, nồng độ thấp tùy, nhưng mà nó đã ảnh hưởng đến đất rồi. Cái thứ hai là vườn của cây của mình ở những cái khu vực mà nhiễm mặn hiện nay đã ảnh hưởng, và có những vườn cây bị suy kiệt. Có những cái vườn nhẹ hơn thì lá có thể bị cháy xém, nhưng mà cũng có những cái vườn đã bị suy kiệt rất là nặng. Đấy là cái thực trạng hiện nay vườn ruộng vườn của bà con nông dân ở những cái vùng nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy với cái thực trạng đó thì mình sẽ chăm sóc cái vườn cây của mình nó như thế nào? Hay nói cụ thể hơn là từ nay đến cuối tháng 4 và tháng 5, khu vực sông Vàm Cỏ nó có thể là sẽ nuôi mặn vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Nhưng cái khu vực Vàm Cỏ nó sẽ tiếp tục kéo dài thêm theo dự tính dự báo. Và như vậy thì chúng ta có những cái giải pháp gì để đối phó và với lại mặn từ nay đến cuối tháng 4 và tháng 5, và những cái giải pháp để khắc phục vừa cho phục hồi cái vườn cây, phục hồi đất của mình như thế nào? Zara xin được chia sẻ cùng với lại bà con nông dân một số giải pháp sau. Tôi sẽ không đi vào cái những cái giải pháp mà trước mặn hay những nguyên nhân gây mặn này kia nữa, mà tôi đi thẳng vào vấn đề là hiện nay cây của mình nó đã suy kiệt rồi, đất của mình nó đã bị nhiễm mặn rồi, thì tới đây mình giải quyết như thế nào? Chủ đề rất tập trung thôi. Cái giải pháp thứ nhất để phục hồi đất và cây nhiễm mặn, cái thứ nhất cấp bách nhất là mình phải giải khát. Cái thứ hai là chống đói. Như đồ nãy tôi nói là nguyên nhân của gây của mặn, cái tác hại của mặn là bị cây bị khát nước và đói, thì mình phải giải khát cho cây, chống đói. Đồng thời cây của mình đã bị độc rồi và đất của mình nó đã nhiễm mặn rồi, thì mình giải độc nó như thế nào? Tôi xin phép được đi vào từng phần một. Cái thứ nhất, làm thế nào cái chiến lược của mình đối với cái việc giải khát cho cây như thế nào, mình cũng phải chia ra mà căn cơ, chứ không phải cũng không phải là đơn giản. Mình gọi là giải khát thì thôi, thì cứ tưới nước vào, con nước tưới vào thì giải khát. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy, nó phức tạp hơn nhiều. Tôi chia làm hai trường hợp.
Cái trường hợp thứ nhất là cấp cứu. Cái trường hợp thứ hai là cầm cự. Tại sao tôi gọi là cấp cứu? Tại vì mình phải 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 đánh giá cái thực trạng của vườn cây của mình nó như thế nào. Ví dụ như hiện nay bà con nông dân đã vườn của mình đã khô rồi, cây nó rất là héo rồi hoặc đã bị ảnh hưởng rồi, thì khi mà mặn giảm xuống cái nồng độ cho phép thì bà con nông dân nên tưới để giải khát, cấp cứu cho cây trước đã. Mặc dù biết rằng là khi mà mình tưới nước còn mặn, mặc dù nồng độ thấp nó vẫn ảnh hưởng và nó vẫn tích lũy ở trong đất, nhưng mình phải xác định cái yếu tố căn cơ của mình là gì, cây trồng của mình đang hấp hối thì mình phải cấp cứu. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Hiện nay á, thì có một số cái cơn mưa đầu mùa nó đã góp phần, không phải cơn mưa đầu mùa mà tôi gọi là cơn mưa trái mùa, nó không đẩy lùi được mặn nhưng cũng giúp phần giải khát cho cây. Nhưng theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa trong một vài ngày tới có khả năng vẫn xuất hiện, nhưng sau đó nó sẽ dừng và tiếp tục sẽ bị khô. Cho nên bà con nông dân chú ý, cố gắng tích lũy được nước mưa bao nhiêu thì mình tích lũy. Còn nếu cây trồng của mình nó đã khô quá rồi, là trường hợp một khi mà nồng độ mặn nó rút xuống, giảm xuống khả năng tưới được theo khuyến cáo của các ngành chức năng, nồng độ cho từng loại cây trồng khác nhau, thì mình sẽ căn cứ vào đó để mình tưới cây để cấp cứu. Chứ nó hấp hối rồi mà mình bảo cứ sợ là lo là tưới vào nó sẽ hại đất rồi hại cây, nhưng mà không tưới thì nó còn hại hơn. Trường hợp thứ nhất tôi gọi là cấp cứu. Trường hợp thứ hai gọi là cầm cự. Thực ra thì ở đồng bằng sông Cửu Long tôi cũng đi khảo sát và thấy rằng có một số bà con thì tích lũy được nước ngọt ở trong cái đầm đìa của mình. Một số bà con nông dân thì mua một số cái nước lọc mặn và cũng cầm cự được cho cái vườn cây của mình. Cho nên nếu trong trường hợp bà con nông dân vẫn còn nước tích trữ và có những cái thiết bị lọc mặn mà mình vẫn còn cầm cự được thì lên cầm cự, chờ cho mặn rút hẳn thì mình sẽ sử dụng cái nước đấy sẽ tốt hơn. Chính vì thế tôi nói là phải nhìn vào cái vườn cây và cái hoàn cảnh vườn của mình lúc đấy như thế nào thì mình áp dụng cấp cứu hay là cầm cấp cứu mình tưới nước mặn nồng độ thấp, tới đây nó có thể rút xuống nồng độ thấp mình tưới, nhưng mà dù sao nó vẫn có cái tác hại của nó. Nếu cầm cự được thì mình lên cầm cự. Đấy là cái giải pháp thứ nhất về giải khát. Cái giải pháp tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với lại bà con là giải độc và chống đói cho cây như thế nào. Tôi đưa ra một số cái biện pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất, khi nước mà cái nồng độ mặn đã giảm xuống xuống cái ngưỡng cho phép theo khuyến cáo của các ngành chức năng của địa phương, thì bà con bón phân canxi nitrat kết hợp với tưới nhiều nước lên. Tác dụng của nó là sẽ thải độc và phục hồi cái đất cũng như là vườn cây của mình. Cơ chế nó rất là khoa học, và cái cơ chế này đã trên thế giới cũng đã áp dụng hàng ngàn năm, hàng năm, hàng trăm năm nay rồi, hàng trăm năm nay rồi. Đó. Trước đây thì các chuyên gia nông nghiệp của mình đã khuyến cáo dùng vôi, thực sự vôi cũng là rất tốt. Tuy nhiên thì vôi nó có tác dụng cũng rất là tốt, nhưng mà nó có tác dụng nữa là rất là rẻ. Nhưng có điều á là vôi thì lại cần rất là nhiều nước. Nếu bà con nông dân có rất nhiều nước thì có thể dùng vôi hoặc là canxi nitrat, nhưng trong điều kiện mà nước khan hiếm như hiện nay thì tôi khuyến cáo sử dụng canxi nitrat. Ngày trước các chuyên gia hay khuyến cáo là thau chua rửa mặn là bằng vôi đó, thì khi mình bón vôi xuống rồi nó đẩy độc ra và mình bơm rất nhiều nước vào để mình rửa nó đi, nhưng mà đấy và là cái điều kiện rất nhiều nước ngọt rồi. Trong điều kiện mà ít nước như hiện nay thì tôi khuyến cáo thêm giải pháp cho bà con là sử dụng canxi nitrat, tại vì
cái phân này nó rất là nhanh tan, dễ tan và cần ít nước. Cái thứ hai là bổ sung dinh dưỡng qua lá. Bà con biết rồi, tôi thì vẫn quan điểm là bón phân qua gốc là chính, nhưng phân bón lá cũng có phần cực kỳ quan trọng trong những cái giai đoạn cực trọng của cây trồng, để cho nó thoát ra được những cái giai đoạn hiểm nghèo, đồng thời cung cấp thêm những vi lượng cho cây trồng, đặc biệt là vi lượng dễ tiêu cho cây trồng, thì biện pháp bổ sung dinh dưỡng qua lá cũng là biện pháp rất hay trong giai đoạn này. Cụ thể tôi sẽ khuyến cáo sau. Sau đó rồi thì mình bón phân hữu cơ vi sinh, giải độc cho đất rồi, thì mình tiếp tục bón phân hữu cơ vi sinh rồi NPK cộng với vi lượng để chống đói cho cây. Okay. Nó đạt được cái mục tiêu là giải độc và chống đói. Cái ý độ nãy tôi khuyến cáo với bà con là sử dụng canxi nitrat giải độc do mặn gây ra, thì cái cơ chế này ở trên màn hình bà con nông dân có thể nhìn thấy được là khi bón canxi nitrat vào, ở Zara thì có cái bao gọi là Zara Liva Nitrat Bo mà bà con ở Mekong hay gọi là bao có vân tay màu vàng á, thì nó có chứa canxi, đạm nitrat và bo. Canxi ở trong nitrat bo này nó có tác dụng là đẩy cái natri có ở trong mặn ra khỏi cái keo đất, và lúc đó mình dùng nước mình rửa đi thì nó sẽ giảm cái tác động của mặn do natri gây ra. Cho nên tôi mới nói là mình bón canxi nitrat, mà cụ thể là của Zara là Zara Niva Nitrabor, bón vào sau đó mình tưới nước nhiều lần thì nó sẽ thải bớt độc ở đất đi. Đấy là cái cơ chế, tôi không muốn đi sâu tại vì đây thời gian cũng không có, và đồng thời thì tôi chỉ nói vấn đề ứng dụng cơ chế, tôi không nói nhiều, chủ yếu chỉ nói một câu là do Nitrabor, Zara Niva Nitrabor nó có canxi, và canxi đẩy mặn ra khỏi đất rửa trôi đi, và con nông dân có thể chỉ cần hiểu đơn giản như thế. Cái kỹ thuật này nó có hàng trăm năm rồi, nhất là ở nước ngoài người ta đã ứng dụng, không có gì mới. Nhưng mà đối với Zara thì hôm nay muốn khuyến cáo với bà con nông dân của mình ở vùng Mekong hoặc những cái vùng mà nhiễm mặn khác dùng Zara Niva Nitrabor. Cái Zara Niva Nitrabor nó có chứa đạm, mà chủ yếu là đạm nitrat, và cái đạm nitrat này nó có tác dụng là hạn chế cái hút clo. Clo là một cái nguyên tố có ở trong mặn và cái này rất gây độc cho cây trồng. Khi mà mình bón Zara Niva Nitrabor vào, đạm nitrat ở trong đó nó sẽ đạm nitrat ở trong đó nó sẽ hạn chế hút clo, có nghĩa là hạn chế độc cho cây trồng. Thì đối với Zara Niva Nitrabor nó có tác dụng rất là tốt tại vì nó có canxi và nitrat. Cái cơ chế tôi cũng chỉ nói rất tóm tắt như thế thôi. Và ở trên màn hình là một cái bộ phân bón mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng với bà con nông dân, có thể nhiều bà con nông dân cũng đã sử dụng rồi và sử dụng rất quen thuộc ở đồng bằng sông Cửu Long. Cái bộ này nó bao gồm là Zara Niva Nitrabor, giống như độ nãy tôi nói, nó có chứa canxi, đạm nitrat và bo, cho nên nó giúp giải độc rất là tốt. Ngoài ra, sau khi mà độ nãy tôi nói là cái giải pháp mà sau khi mà mình mà làm giải bớt độc đi rồi đấy, thì mình phải chống đói cho cây trồng. Mà chống đói cho cây trồng thì phải bón thêm các phân NPK khác. Trong đó chúng tôi giới thiệu là Zaramina Racer. Zaramina Racer này nó chứa hàm lượng đạm lân cao 21, 17, 3, tức là 21 đạm, 17 lân và 3 kali. Ngoài ra nó còn có magie nữa, có lưu huỳnh nữa. Thì có cái quan trọng ra ngoài. Tôi xin lỗi bà con, có một cái thư báo
Tôi tiếp tục nói về Zara, Mira, Racer. Ngoài đạm, lân và kali có magie và một cái điều cực kỳ quan trọng là Zara Mira này cũng chứa đạm nitrat. Và như trên tôi đã giới thiệu, đạm nitrat đó nó có cái tác dụng là hạn chế hút lọt. Ngoài ra thì có bộ phân Zara Liva. Hiện nay do công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí đang phân phối độc quyền ở tại Việt Nam cho Zara. Phân bón này là xuất xứ từ Anh Quốc của tập đoàn phân bón Zara. Thì bà con nông dân sử dụng những cái loại phân này dùng để thải độc, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng cả ở trên lá và ở dưới gốc. Thì trên đây tôi cũng đã chia sẻ cùng với bà con nông dân về cái tình hình mặn, dự báo diễn biến của mặn từ nay đến cuối tháng 4 và sang tháng 5 ở vùng sông Vàm Cỏ và sông Cửu Long. Đồng thời đưa ra một số cái tác hại của mặn đối với cây và đất, và cái quan trọng là chia sẻ một số cái giải pháp để giúp bà con nông dân có thể khử độc, chống đói, chống khát cho cây trồng của mình ở cái vùng đang nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái phần chia sẻ của tôi đến đây tạm dừng. Sau đó thì sẽ sang cái phần mà giao lưu trả lời câu hỏi với bà con nông dân và một số cái câu hỏi của Zara mang tính chất hệ thống hóa lại những cái gì tôi đã chia sẻ, và cũng tăng thêm cái phần về là hứng thú trong cái buổi làm trực tuyến ngày hôm nay. Dạ rồi, xin cảm ơn tiến sĩ Thạc rất là nhiều. Thì suốt cái quá trình mà tiến sĩ trao đổi cũng như là tư vấn cho bà con, thì ở đây cũng có một số câu hỏi được gửi về. Thì câu hỏi ở đây cũng khá là nhiều, thì Trúc sẽ chọn ra một số câu tiêu biểu và đưa lên cho anh. Câu thứ nhất là từ Nguyễn Gai Sầu Riêng. Câu hỏi như sau: cách nhận dạng cây bị nhiễm mặn, biện pháp nào để chuẩn bị cho cây sẵn sàng đối phó với nước mặn trước khi nhiễm? Cảm ơn anh chị đã có câu hỏi rất là hay. Mặc dù thì cái giai đoạn này nó cũng đã qua rồi, nhưng mà mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không nói trước được. Năm nay xảy ra, năm sang năm có thể giảm hơn, sang năm nữa giảm hơn, hay là diễn biến nó không thể dự đoán được. Và câu hỏi của anh chị ngày hôm nay ấy, nó sẽ giúp chúng ta đối phó, chuẩn bị đối phó với mặn trước khi mà nó diễn ra. Thì đối với cái cây mà bị nhiễm mặn đó, đầu tiên đó, cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện là có những cái đốm ở trên lá. Sau đó đó thì nó có thể lan rộng ra giống như những cái vết cháy. Và trên màn hình lúc đầu tôi chia sẻ đấy, ở trên cây sầu riêng nên nó cháy xém xém xung quanh những cái lá, đầu lá, và lan dần xuống. Nếu nó tiếp tục bị nặng hơn, nó sẽ bị rụng lá luôn, rụng trái, rụng trái, rụng lá, rụng lá, và lúc đó trái sẽ không phát triển được, rất là quan trọng. Và cái biện pháp nào để chúng ta phòng chống trước khi mặn xảy ra, tôi xin khuyến cáo một số biện pháp sau. Cái thứ nhất, bà con nông dân lên tủ gốc cây bằng rơm, bằng rạ hoặc lục bình khô vân vân, tủ gốc để làm gì? Để mình hạn chế cái bốc hơi của ẩm độ đất mất đi, thì nó sẽ giữ ẩm được cho cây. Cái thứ hai, dĩ nhiên cái này thì không nói bà con nông dân cũng quá biết rồi, là mình sẽ trữ nước nhiều nhất cái khả năng của mình để trữ nước. Một số bà con nông dân ở Mekong nói tôi không có sợ tại vì là tôi đã có trữ nước đấy, nhưng mà đa số mình là không có khả năng mà trữ quá nhiều nước khi mà hạn mặn mà kéo dài như thế này. Cái thứ ba là bà con nông dân không nên xử lý ra hoa hay những cái biện pháp nào để
hãm vườn cây trong lúc này, trong trước khi mà mặn xảy ra, cái này đặc biệt là quan trọng. Và nếu trong trường hợp mà mặn xảy ra thì bà con nông dân cũng không nên mà để trái nhiều ở trên cây. Nếu trong trường hợp mà có những cái trường hợp mà nếu mà mặn tiếp tục nồng độ cao và kéo dài thì bà con nông dân hoàn toàn không nên để trái. Biện pháp chuẩn bị trước khi mà mặn xảy ra, đấy là những cái biện pháp khá là khả thi, không phải dễ dàng để bà con nông dân thực hiện, nhưng mà mình phải có không các cách nào khác. Xin chân thành cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo thì của bạn Hùng Nguyễn: tình hình Covid hiện tại thì tôi nên đầu tư canh tác hay không? Lo không có đầu ra được, không có đầu ra sao dám đầu tư phân bón gia ra. Dạ, xin anh cho ý kiến. Cái này là một cái chủ đề Zara Việt Nam tuần nào cũng họp với lại tổng giám đốc về cái chuyện mà tình hình giá cả, tình hình Covid xảy ra như thế nào, tình hình xuất khẩu nông sản, giá nông sản, chúng tôi theo dõi hàng tuần. Và câu hỏi này rất là hay và rất thời sự. Sáng nay thôi mới có cuộc thảo luận với lại tổng giám đốc và các bộ phận bán hàng, marketing và anh em ở dưới vùng. Thì cái câu hỏi mà anh đặt ra cũng là cái câu hỏi quan tâm của Zara. Tình hình Covid hiện nay bà con nông dân rất là lo sợ là cái giá nông sản nó sẽ xuống, tại vì là mình không xuất khẩu được. Thực sự là như thế, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Và tôi cũng mới được xem cái thông tin của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ông Bộ trưởng có nói là bây giờ Bộ sẽ tiến hành một số cái biện pháp để thúc đẩy cái sản xuất ngay từ bây giờ, để một khi mà Covid nó đã hoàn toàn kiểm soát và giải quyết được thì chúng ta có đủ nông sản để xuất khẩu. Cái thứ hai nữa là cố gắng tìm thêm cái thị trường khác ngoài Trung Quốc này. Đối với đấy là về mặt chính quyền địa phương, tôi cũng chia sẻ với bà con nông dân là như vậy. Còn đối với Zara đó thì Zara cũng tiếp tục thực hiện các cái chương trình để chia sẻ cùng với lại bà con nông dân ở cái vùng nhiễm mặn này. Chúng tôi sẽ có những cái cuộc chia sẻ trên Facebook, tại vì hôm nay hiện tại bây giờ sẽ tiếp tục, và một khi mà chính quyền địa phương cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục xuống để trực tiếp chia sẻ với bà con nông dân những cái giải pháp để đối phó với này, vẫn để chúng ta phục hồi và đất và vườn cây như thế nào khi nồng độ mặn giảm xuống hoặc là đã rút hẳn. Hy vọng là cái chia sẻ này cũng đáp ứng phần nào cái tâm tư của anh trong cái việc mà đầu tư cho nông sản sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh Thạc. Thêm một câu hỏi nữa của bạn Phạm Tuấn: nghe nói trên thị trường có loại hợp chất để giải độc mặn, xin hỏi hoạt chất đó là gì, tên thương mại, có hiệu quả trong việc giải độc mặn hay không? Cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn. Thực ra anh không có nêu rõ là cái hoạt chất, cái hợp chất này là gì. Hiện nay đấy, theo cơ chế mà để giải độc kháng mặn thì đồ đấy tôi cũng đã chia sẻ rồi. Thì bà con nông dân nếu giải độc cho khỏi đất, đất của mình đó của nát của mặn thì cơ chế mình phải dùng những cái phân bón chứa canxi và đạm nitrat để mình đẩy ra để giải độc bớt đi, và tưới nhiều nước. Trong điều kiện mà chúng ta có nước được nhiều, chúng ta tưới càng nhiều càng tốt để nước nó đẩy đi thôi. Và một cái biện pháp hồi nãy tôi cũng chia sẻ đấy, không phải Zara là chỉ có khuyến cáo cái sản phẩm của Zara, nhưng một cái biện pháp nữa bà con nông dân có thể dùng vôi, nhưng với điều kiện là phải có nhiều nước. Còn mà cái chất mà anh nói là giải độc mặn thì tôi cũng không rõ là anh hỏi cái chất nào, cho nên cũng không thể có câu trả lời cụ thể. Và
xin nói lại với anh Tuấn, đồ nãy tôi chia sẻ là giải độc bằng canxi nitrat, cụ thể là Zara có cái Zara Niva Nitrabor kết hợp phân phun phân bón lá, phát booster và hydrophos, hiện nay hợp chí đang phân phối. Cái thứ ba là mình phải chống đói cho cây bằng cách là bón phân NPK. Trước khi bón NPK và vi lượng thì bà con nông dân tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh. Tại vì phân hữu cơ vi sinh cũng là một cái loại phân mà để tái tạo lại cái bộ rễ của cây trồng, và ở trong cái quá trình nhiễm mặn đấy, cái vi sinh vật có lợi trong đất bị tiêu diệt rất là nhiều. Mình bón phân hữu cơ vi sinh góp phần tái tạo thêm cái bộ rễ của cây trồng. Xin cảm ơn anh Tuấn. Dạ, cảm ơn anh Thạc. Với câu hỏi tiếp theo của bạn Linh Linh, thì bạn chia sẻ như sau: với tình hình ngập mặn thâm nhập sớm và sâu vào cây và đất, nếu theo quy trình Yara hướng dẫn rửa mặn cho đất, giải khát cho cây xong thì đưa lân hữu cơ humic với phân bổ sung dinh dưỡng qua lá, thì thời gian bao lâu cây và đất mới được phục hồi? Câu hỏi của chị Linh đúng không ạ? Dạ, câu hỏi này, cái thời gian bao lâu thì phục hồi đối với cái giải pháp của Zara thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có lẽ là chị nếu mà suy nghĩ kỹ thì mỗi một loại thuốc hay là mỗi loại giải pháp nào nó có một cái thời gian của nó, nhưng thời gian của đó nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong trường hợp của mình thì nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau đây. Cái thứ nhất là cái tuổi cây. Cái thứ hai là cái mức độ mà nó bị thiệt hại đối với lại đất và cây nó đến mức độ nào. Cái thứ ba là cái sức khỏe của cây. Cái thứ tư là cái số lần mà mình đã tưới nước mặn trước đây. Thì bốn cái yếu tố đấy nó sẽ tác động đến cái nhanh hay chậm của cái giải pháp mà Zara đưa ra. Tôi không thể nào mà đưa ra ví dụ nói 14 ngày, nói là 20 ngày. Cái đấy là nói không có căn cứ. Và cũng xin chia sẻ lại với lại các bà con nông dân và các quý vị là nó phụ thuộc vào bốn cái yếu tố cơ bản tôi vừa nêu trên. Xin chúc chị Linh và bà con thành công đối với cái giải pháp của Zara lần lượt đã đưa ra như trước, như cái phần trên. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn anh Thạc. Và còn một số câu hỏi nữa của quý bà con gửi tới cho Yara. Tuy nhiên là với thời lượng có hạn thì chúng tôi sẽ không thể giải đáp hết được. Cho nên là những câu hỏi trên đây thì chúng tôi sẽ giải đáp thêm một câu hỏi nữa. Còn lại nếu như quý bà con nào mà chưa nhận được câu trả lời hoặc là còn thắc mắc thì có thể là quý bà con inbox riêng cho trang Yara Việt Nam, và sau đó thì chúng tôi sẽ trả lời chi tiết cho từng bà con. Và anh Thạc ơi, và đây là câu hỏi cuối cùng ạ. Tỷ lệ bón phân canxi như thế nào ạ? Vâng, câu hỏi này rất là hay. Cũng xin lỗi với bà con nông dân, phần tôi trình bày là tôi chưa nói cái lượng. Đấy, bón phân là phải theo bốn đúng không ạ? Nó phải có lượng. Nhưng mà trong trường hợp mà giải độc mặn cho cây, cho đất thì đối với canxi nitrat là Zara Niva Nitrabor của Zara đấy, bà con nông dân tùy theo cái độ lớn của cây và tùy loại cây, bà con nông dân có thể bón một gốc từ 300g đến 500g. Nếu mà cây còn nhỏ thì bà con nông dân bón bớt lại. Cây lớn rồi chúng ta có thể bón tăng lên. Nhưng nhớ khi mà mình bón như vậy đấy thì mình phải tưới nhiều nước, cứ vài ngày, một hai ngày nếu mình có nước mình tưới một lần thì cái giải độc cho đất, cho cây nó sẽ nhanh hơn. Nước đóng góp rất quan trọng, cho nên là tôi mới nói là vôi cũng rất là tốt chứ không phải không, nhưng mà vấn đề là nguồn nước. Và đối với lại cái tình trạng thiếu nước như hiện nay thì bà con nông dân có thể bón Zara Niva Nitrabor, cái lượng bón ít và cần ít nước hơn. Nếu chúng ta bón vôi, chúng ta phải tính đến tiền tấn, chúng ta phải tính đến cái lượng hàng tấn. Thì xin chia sẻ với lại câu hỏi vừa vừa rồi như vậy.
cái lượng bón là từ 300 đến 500 gram trên một gốc, và tùy theo cái tình hình chúng ta sẽ tiến hành bón phân hữu cơ vi sinh, sau đó rồi chúng ta bón để chống đói cho cây bằng NPK là Zaraniva Racer, nó có đa chung lượng luôn và hàm lượng đạm và lân cao. Nhớ chúng ta nên phun phân bón lá cũng là giải pháp rất tốt cho bây giờ đối với cái giải pháp mà phun phân bón lá. Xin cảm ơn ạ. Và câu hỏi cuối cùng mà đưa đến anh đó là của bạn Trần Việt Hùng. Thì nãy giờ anh nhận một số câu hỏi. Theo chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần quà từ Yara dành cho bạn có quý bà con có câu hỏi hay nhất ngày hôm nay. Thì sau khi anh trả lời, và theo anh thì câu hỏi nào ngày hôm nay sẽ nhận được quà tặng ạ? Câu hỏi nào thì tôi thấy cũng hay, lựa chọn cũng rất là khó, nhưng mà dù sao thì cũng phải lựa chọn. Thì tôi nghĩ là cái câu mà câu đầu thì rất là hay, liên quan đến triệu chứng và giải pháp trước khi bị mặn cũng rất là hay, nhưng mà cái chuyện đấy là mình sẽ áp dụng sau, tại vì bây giờ nó qua mất rồi. Cái câu nữa là cái câu này rất là hay của một anh hay chị, tôi lại không ghi được tên ở đây, là vấn đề về bón Zaraniva như thế nào để cho đạt cái hiệu quả nhanh. Không biết là cái tên, tôi không ghi được tên ở đây, rất là xin lỗi. Thì tại vì cái câu này hay ở cái chỗ là bổ sung cho cái khuyết điểm của tôi ở trên, là tôi cũng chưa trình bày là cái lượng, và nó cũng rất là thời sự. Đúng, bón phân có loại rồi nhưng mà phải có lượng nữa. Thì tôi nghĩ là câu này cũng xứng đáng. Thật ra thì 6 câu hỏi tôi thấy đều hay cả, để góp phần chia sẻ, tôi chia sẻ thêm với bà con. Nhưng mà tôi xin phép được chọn cái câu đó. Là câu hỏi mà anh chọn là tỷ lệ bón phân canxi như thế nào, đúng không ạ? Và Zaraniva đấy. Dạ rồi. Vậy thì chúc mừng bạn Trần Việt Hùng. Bạn sẽ nhận được một phần quà từ phía Yara. Và sau khi kết thúc livestream ngày hôm nay thì Yara sẽ inbox cho bạn để lấy thông tin và gửi quà. Xin cảm ơn bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp. Thì phần hỏi đáp ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho tất cả quý bà con tham gia. Mỗi câu hỏi sẽ có một phần quà dành cho quý bà con có câu trả lời sớm và chính xác nhất. Và xin cũng thông báo với quý bà con là công bố của Yara về người thắng giải của từng câu hỏi sẽ theo server của Yara. Tại vì một số quý bà con khi mà mình trả lời á, thì trên máy của mình sẽ hiện ra là câu trả lời của mình là đầu tiên. Tuy nhiên là trên máy chủ của Yara sẽ khác, tại vì tốc độ đường truyền cũng như là một số tín hiệu khi mà Yara nhận về. Do đó thì tôi cũng xin chia sẻ trước với quý bà con để mình có thể biết, và sau đó mình theo dõi tiếp và có thể là trả lời câu hỏi tiếp theo nếu như mà câu hỏi trên mình không được quà. Dạ. Sau đây thì câu hỏi đầu tiên của chúng tôi như sau. Đợt mặn năm 2020 so với năm 2016 như thế nào? Đáp án A, xuất hiện sớm. Đáp án B, nồng độ mặn cao. Đáp án C, xâm nhập sâu và kéo dài. Đáp án D, cả ba ý trên đều đúng. Vậy thì theo quý bà con câu nào là đúng ạ? Bây giờ chị hỏi anh Tài.
đã có một số chúng ta đã trả lời, thì có bố Phú Đại trả lời là đáp án D, Nguyễn Gai sầu riêng trả lời là cả ba. Hợp tác xã Khóm Thủ Thừa trả lời là đáp án D. Thời lượng trả lời của câu hỏi thứ nhất chúng ta sắp hết rồi ạ. Anh Thạc ơi, theo anh Thạc thì đáp án nào là đáp án chính xác ạ? A xuất hiện sớm, đáp B án mà cao, C xâm nhập sâu và kéo dài, đáp án D cả ba ý trên đều đúng. Vậy thì theo anh là câu trả lời chính xác? Trước khi mà trả lời câu hỏi trả lời đúng á, thì tôi cũng nói xin chia sẻ với bà con là thực ra thì cái câu hỏi này chỉ nhằm là giúp lại giúp bà con lại hệ thống lại những cái gì mà chia sẻ để chúng ta nhớ kỹ hơn thôi. Và cái đáp án của câu 1 là D. Dạ rồi, đáp án câu 1 là D. Vậy thì ở đây theo máy chủ của Yara Việt Nam, chúng tôi nhận được câu trả lời của bạn Nguyễn Gai sầu riêng, đáp án cả 3 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Gai sầu riêng. Và chúng ta sẽ xin phép nói như thế này để chia sẻ là câu trả lời đầu nãy có nhiều người trả lời là D, đều đúng cả. Nhưng mà Zara sẽ căn cứ vào vừa nhanh và vừa đúng. Xin bà con thông cảm nhé. Dạ, em câu trả lời vừa nhanh và vừa đúng. Thế đúng thì có nhiều đấy. Dạ, bà con đúng thì có nhiều đáp án đúng, nhưng mà bạn Nguyễn Gai sầu riêng đã gửi về nhanh. Cho nên tôi cũng phải nhắc lại chứ không nhiều khi là bà con mình lại hiểu nhầm. Phải xin. Dạ. Và tới câu có lẽ là anh nghĩ là lên một câu hỏi một phút thôi, tại vì thời gian cũng rất có hạn đấy. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2, mọi người chuẩn bị chưa ạ? Tác hại của mặn đối với cây trồng có 4 đáp án. Đáp án A làm cây khát nước, đáp án B làm cây thiếu dinh dưỡng, đáp án C làm cây ngộ độc và suy kiệt, đáp án D cả ba ý trên đều đúng. Anh Phước Thọ trả lời đáp án D. Anh Ôn Tĩnh trả lời cả ba ý trên là D luôn đấy. Dạ là D luôn. Vâng. Mọi người ơi, chúng ta nhanh lên mọi người ơi. Linh linh, cả ba ý trên đều đúng. Là câu D luôn đấy. Dạ. Đáp án D. Rất là nhiều người trả lời, 4 người trả lời đều là đáp án D hết anh Thạc ạ. Tôi xin phép được công bố cái đáp án là D ạ. Dạ đúng rồi, đáp án là D phải không ạ? Vậy thì ở phần trả lời này thì bạn Phước Thọ với đáp án D là bạn trả lời sớm nhất và đúng nhất cho câu hỏi số 2. Chúc mừng bạn Phước Thọ. Và chúng ta sẽ đến tới câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau, tác hại của mặn đối với đất. A làm bề mặt kết ván, B phá vỡ cấu trúc đất, C đất thấm nước và D
không thoáng khí. Xin lưu ý tới quý bà con là câu trả lời của câu hỏi này có thể là câu trả lời nhiều đáp án đúng cùng lúc ạ. Mình có thể chọn nhiều câu trả lời với nhiều đáp án đúng cùng lúc được. Có câu trả lời chưa, Tracy? Dạ câu này hơi khó, thành ra là chưa thấy ai trả lời. Câu này hết sức cẩn thận nha bà con. Câu này mình xin lặp lại ha. Tác hại của mặn đối với đất: A. Làm bề mặt kết ván. B. Phá vỡ cấu trúc đất. C. Đất thấm nước. Và D. Không thoáng khí. Câu hỏi có trên màn hình chứ hả Tracy? Đang ở trên màn hình để mọi người nhìn ha. Câu này anh Thạc cho khó quá, mọi người không trả lời được. Thì dần dần khó lên tí. Gợi ý với bà con nông dân là cái câu này sẽ có 3 câu đúng và 1 câu sai. Gợi ý thêm một bước nữa ạ. Tracy có thể nói thêm 3 ý đúng và 1 ý sai. Dạ. 3 ý đúng và 1 ý sai, đó là gợi ý của tiến sĩ Nguyễn Văn Thạc dành cho chúng ta trong câu trả lời của câu hỏi này. Em đã nhận được một câu trả lời đáp án B, D của bạn Huỳnh Kim Tùng. B và D. Dạ. À, còn một ý nữa thôi. Còn thiếu một đáp án nữa thôi ạ. Một ý nữa. Tức là trong phần trả lời của câu hỏi này nó sẽ có 3 ý đúng và 1 ý sai, giống như tôi đã gợi ý. Dạ. Có một câu trả lời của anh tên là Thomas Nguyễn. Câu trả lời là A, B, D ạ. Ok. Nếu mà hết giờ rồi thì tôi xin công bố. Được không ạ? Chắc hết anh cho mình thêm chút xíu nữa đi để xem là có ai trả lời nữa không ạ? Dạ câu này hơi khó. Thôi mà có gợi ý rồi. Dạ rồi, bạn Phước Thọ trả lời là B, A và C. Hấp dẫn quá. Dạ rồi, thôi anh Thạc công bố kết quả luôn anh ha. Xin thông báo với bà con và các quý vị là cái đáp án của câu hỏi này là A, B và D. Tại vì sao? Tại vì đất, nếu mà đất đã bị nhiễm mặn đấy thì làm cho đất nó chặt và bị váng trên bờ mặt, bề mặt của nó, dẫn đến là đất thoát nước rất kém, mưa thì nhão nhét ra, còn khô thì lại khô cứng. Đấy là cái nhược điểm tác hại của cái đấy, là tác hại của mặn đối với đất là như vậy đấy. Cho nên câu C là bị sai. Tôi hơi cài vào đây tí để cho nó thêm phần hấp dẫn. Như vậy là có một người trả lời đúng và nhanh. Dạ.
Dạ, xin quý bà con đợi một chút xíu ha, đường truyền của mình mấy hôm nay nó hơi chậm và chập chờn, do đó là chúng tôi đang kết nối lại với tiến sĩ Thạc để mình tiếp tục phần trao đổi này ạ. À, mất kết nối đúng không? Dạ. Bây giờ anh nghe rõ chưa ạ? Rõ rồi. Dạ rồi, mình tiếp tục câu hỏi số 4 ha bà con. Dạ rồi, câu hỏi số 4 như sau ạ. Bón phân Yara Liva Nitrabo có tác dụng giảm mặn thế nào, đẩy natri ra khỏi đất và rửa trôi? Dạ. Câu trả lời A và câu trả lời B, hạn chế hút clo độc trong mặn. Câu trả lời C, cung cấp canxi hữu hiệu. Và câu trả lời D, cung cấp lân. Có thể câu này mình có thể trả lời nhiều đáp án cùng lúc. Xin phép được gợi ý luôn là trong cái câu hỏi này thì cũng có 3 đáp án là đúng và 1 là sai. Xin gợi ý cho nhanh, đúng không? Cái này là mình chủ yếu là hệ thống hóa lại cái những thông tin mà tôi đã chia sẻ về kiến thức thôi. Cho nên xin gợi ý với bà con và các quý vị là sẽ có 3 đáp án đứng đúng trong câu hỏi này và 1 là bị sai. Bà con nông dân có thể chọn 3 cái ý đúng được là tốt. Dạ, câu hỏi này A là đẩy natri ra khỏi đất và rửa trôi, B hạn chế hút clo độc trong mặn, C cung cấp canxi hữu hiệu và D là cung cấp lân ạ. Ở đây có hai câu C thì tôi xin đính chính lại là câu D, cung cấp lân. Thì bà con có thể chọn 3 đáp án đúng trong 4 đáp án này ha. Mình có A, B, C là cung cấp canxi hữu hiệu và D là cung cấp lân. Có ai chưa? Dạ, vẫn đang có một fan cuồng của Yara, đó là anh Thomas Nguyễn. Anh Thomas trả lời là A, B và C. Ừ. Rồi, nếu mà câu hỏi này không có ai khác trả lời thì xin tiến sĩ Thạc chắc mình cho đáp án luôn ạ. Đáp án của câu hỏi này là A, B và C. Dạ. Vậy thì xin chúc mừng anh Thomas Nguyễn ha. Mình sẽ nhận được một phần quà của Yara. Và câu hỏi số 5 như sau. Sau khi giải độc cho đất bằng Yara Liva Nitrabo thì bón gì? Câu trả lời A, phân hữu cơ vi sinh, B, bón Yara Mila Racer, C, phun phân bón lá booster và Herofosin, D, cả ba ý trên. Ở câu 5 mình chọn một trong 4 câu trả lời ạ. Có anh câu này dễ. Phụng trả lời là C, phun phân bón lá. Anh Ôn Tỉnh trả lời cả 3 luôn, có nghĩa là câu D ạ. Đã có người trả lời đúng. Anh Vương Nguyễn và anh Thomas Nguyễn trả lời là câu D ạ. À. Vâng, như vậy là đã có nhiều người trả lời vừa đúng và đủ. Nhưng mà có một người nhanh nhất và đúng. Và cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ 5 này là D, cả 3 ý trên đều đúng. Dạ. Vậy xin chúc mừng. Ở câu trả lời này thì chúc mừng bạn Ôn Tỉnh. Bạn đã trả lời là cả ba luôn, đó là đáp án D, là đáp án đúng ạ.
Rồi, phần giao lưu hỏi đáp của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý bà con. Và tiếp theo, cái buổi livestream tiếp theo của Yara sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Thì thay mặt Yara Việt Nam thì tôi cũng chúc quý bà con mình có thể chuẩn bị phục hồi đất và vườn cây hiệu quả sau mặn. Tất cả những nhu cầu về sản phẩm hoặc như là có thắc mắc hoặc là cần tư vấn từ phía Yara Việt Nam thì quý bà con có thể vào Facebook chính thức của Yara Việt Nam để inbox cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời sớm nhất cho quý bà con. Anh Thạc ơi, anh có thể chào mọi người. Vâng, xin chào tất cả bà con nông dân và các quý vị. Xin hẹn gặp lại sau ạ. Chân thành cảm ơn bà con.